Còn bây giờ là những thông tin về dự báo thời tiết. Xin chào chị Hà Linh. Những ngày tới thì không biết thời tiết có thuận lợi cho bà con ngư dân ra khơi đánh bắt hay không chị? Dạ vâng, xin chào chị Thiên Nhi và quý vị khán giả. Thời tiết trên biển những ngày này không được thuận lợi cho bà con ngư dân lắm, là bởi vì không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống và hoạt động mạnh trên khu vực Biển Đông. Cảnh báo trong ít nhất là 2 đến 3 ngày tới, khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Định cho tới Cà Mau sẽ tiếp tục có gió Đông Bắc hoạt động, gió cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và sóng cao từ 2 tới 5 mét, biển động. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khai thác tại vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Trong mùa biển động thì cá tôm xuất hiện nhiều nên bà con ngư dân thường khai thác được sản lượng cao. Tuy nhiên, vươn khơi trong những ngày này thì tiềm ẩn khá nhiều rủi ro. Không ít vụ các tàu thuyền đã bị sóng đánh chìm, gây thiệt hại về người và tài sản. Vì thế, trước khi ra khơi, bà con nên chuẩn bị đầy đủ áo phao, các trang thiết bị, thông tin liên lạc và kiểm tra thông tin kỹ thuật của máy móc. Tàu cá đảm bảo là phải được đăng kiểm. Cần liên hệ với tần số 7903 kHz để được trợ giúp cứu hộ cứu nạn khi gặp sự cố. Còn trên đất liền, dự báo trong một tuần tới, thời tiết vẫn ổn định và không mưa. Đêm và sáng trời se lạnh, trong ngày nắng ráo với mức nhiệt sẽ không quá 32 độ. Sang đầu tháng 1 thì có thể sẽ có mưa rải rác vào chiều tối thưa quý vị.